Như chúng tôi đã thông tin, sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Trường Chính trị thành phố tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh và Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Nguyễn Đình Thuận đồng chủ trì hội thảo. Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, thời gian qua, các cấp ủy tổ chức đảng, Ban Chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị với nhiều cách làm mới, quyết liệt, sáng tạo, đem lại những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, lợi dụng bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo, tình hình thành phố Đà Nẵng còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh, kẻ địch tăng cường thay đổi phương thức, thủ đoạn chống phá, tuyên truyền xuyên tạc. Thực tế này đặt ra yêu cầu thách thức mới đối với công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng ta cũng thẳng thắn nhìn thấy những cái mà cũng còn những cái tồn tại hạn chế trong công tác tuyên truyền giáo dục nói chung và tuyên truyền giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng. Nhất là cái tính đồng bộ trong công tác tuyên truyền giáo dục, nhất là chiều sâu và hiệu quả thực sự, nhất là công tác tuyên truyền giáo dục thông qua cái mạng xã hội và quản lý mạng xã hội, rồi vấn đề nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội để mà xây dựng cái khung định hướng tuyên truyền công tác tuyên truyền giáo dục như thế nào cho nó có hiệu quả. Rồi vấn đề lực lượng, tổ chức lực lượng thì cũng còn nhiều vấn đề đặt ra. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những mô hình hay, những cách làm hiệu quả, những kinh nghiệm từ thực tiễn ở cơ sở, đặc biệt là đề xuất giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó lưu ý đến một số vấn đề như đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục, trang bị kỹ năng dàn diện và đấu tranh với những quan điểm sai trái thù địch cho cán bộ đảng viên và nhân dân, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tôi cho rằng là cái quan trọng là mình phải xác định là nói đến chất lượng thì công tác tuyên truyền này phải đảm bảo tính khoa học, thứ hai là phải đảm bảo tính là sắc bén, và thứ ba là phải đảm bảo tính thuyết phục, khi đó mới đến tới hiệu quả. Đào có rồi, vấn đề người tài đào là vô cùng quan trọng và chính đáng. Trong nguy cơ diễn biến hòa bình thì phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ chính, nhiệm vụ quan trọng của các thế lực thù địch, và hiện nay nó vẫn đang đẩy mạnh. Các giải pháp chúng ta đưa ra rất nhiều, nhưng mà chúng ta triển khai thực hiện các giải pháp đó như thế nào? Hội thảo cũng đưa ra nhiều giải pháp liên quan đến công tác phối hợp của các đơn vị cơ quan chuyên môn trong việc nắm bắt, định hướng dư luận trong việc xử lý các điểm nóng, các vụ việc gây bức xúc nhằm ổn định nhận thức tư tưởng trong nhân dân, góp phần bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch.